Scott Farin, chủ sở hữu của một trang chuyên nghiên cứu về UFO, và ông là người thường xuyên phát hiện ra những vật thể mà ông cho rằng đó chính là bằng chứng 100% về người ngoài hành tinh cổ đại. Ông cũng là một người thích sử dụng các bức ảnh từ những người thám hiểm NASA, và ông đã tuyên bố tìm thấy mọi thứ từ một con khỉ trên sao Hỏa cho đến cơ thể cao 7,3 mét của một vị vua sao Hỏa đã bị chết trong một trận chiến cách đây 1 triệu năm về trước. Hình ảnh được cho thấy ngoài bờ biển gần đường Nazca của đất nước Peru, nơi mà một loạt các hình ảnh nghệ thuật trên cạn khổng lồ đã được người Nazca xây dựng cách đây gần 2.000 năm. Công trình kiến trúc này được những người theo thuyết âm mưu cho rằng người ngoài hành tinh đã tham gia vào quá trình xây dựng. Vậy, Varin đã tìm được thấy gì ở đó? Đó là một cấu trúc hình tròn có đường kính là 6,8 mét kỳ lạ được phát hiện trong các hình ảnh của Suroat răng đường Nazca của Peru, nơi mà một loạt các clip khổng lồ được người Nazca xây dựng cách đây gần 2.000 năm. Hình tròn này dường như nhô lên khỏi đáy biển giống như là một ngọn đồi. Trong một bài đăng vào năm 2016, các nhà phát triển của Truro đã chỉ ra một dấu hiệu bất thường về dữ liệu có thể dẫn đến các hiện vật như là đồi hay là thung lũng kỳ lạ. Bản đồ nền của đáy đại dương dựa trên bản đồ do Viện Hải Dương Học thực hiện, sử dụng các phép đo trọng lực từ vệ tinh để lập bản đồ sơ bộ về sự lên xuống của đáy biển, hay còn được gọi là độ sâu của đáy đại dương. Điều đáng chú ý cho Farin phát hiện là nằm ngay giữa đường cắt ngang, nơi rõ ràng đã đi qua một cuộc khảo sát địa vật lý trên con tàu. Có thể hình dạng này là tác dụng phụ của việc ghép nhiều nguồn dữ liệu lại với nhau. Những đường dài này có thể nhìn thấy khắp đáy đại dương trên Suroat và đôi khi bị nhầm lẫn với dấu hiệu của một nền văn minh đã mất. Những hình dạng kỳ lạ của đáy đại dương trên Suroat minh họa cho những điều mà còn được con người còn rất là ít biết đến về đáy đại dương. Hình ảnh vệ tinh bao phủ gần như toàn bộ đáy đại dương có thể phân giải các đối tượng ở độ sâu khoảng là 1,5 km, trong khi các sonar dưới đáy biển hiện đại chỉ có thể tiết lộ chi tiết ở độ cao 100 mét. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Hoa Kỳ, chỉ 5% đáy đại dương đã được lập bản đồ bởi sonar hiện đại nhất.